Sáng ngày mai 5 tháng 6, khoảng 102.000 học sinh lớp 9 sẽ có mặt tại điểm thi để sinh hoạt quy chế và kiểm tra thông tin cá nhân trước khi bước vào ngày thi chính thức tranh suất vào lớp 10. Ghi nhận của báo Tiền Phong, công tác chuẩn bị tại nhiều điểm thi đã cơ bản hoàn tất. Thì tới thời điểm này là điểm thi trường Nguyễn Văn Luông đã chuẩn bị đầy đủ về công tác y tế, công tác điện đóm, công tác phòng cháy chữa cháy, hệ thống nước đều đã được nhà trường và Ủy ban Nhân dân quận 6 quan tâm. Và đặc biệt nữa là quận 6 đã lập khá là nhiều đoàn. Tới thời điểm này là chúng tôi đã đón 3 đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục của quận 6 tới kiểm tra về công tác chuẩn bị cho cái hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới. Phòng đựng đề thi, bài thi đã được chuẩn bị kỹ càng với camera giám sát. Vào sáng mỗi ngày thi, xe chuyên dụng của Ủy ban Nhân dân quận với sự giám sát của công an, ngành giáo dục sẽ chở đề thi tới điểm thi giao cho điểm trưởng. Trưởng điểm thi có nhiệm vụ nhận đề thi rồi đưa vào phòng riêng, tủ riêng và khóa niêm phong. Cuối buổi thi, bài thi của thí sinh sẽ được đựng ở tủ riêng và bài làm này sau đó được vận chuyển bởi xe chuyên dụng. Điểm thi hiện tại là có 22 phòng. Hiện tại thì nhà trường trở tại cũng đã hỗ trợ chuẩn bị 22 phòng này. Thì qua kiểm tra khảo sát thì cũng đã bước đầu phục vụ tốt cho cái phần kiểm tra sắp tới. Theo lịch trình, kỳ thi vào lớp 10 năm nay sẽ diễn ra chính thức trong 2 ngày 6 và 7 tháng 6. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi đảm bảo tuyệt đối an toàn, trung thực, không xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế thi.